dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Biết bao ân lành Ngài ban xuống chan hòa. Hôm nay ngày hân hoan, hôm nay ngày tạ ơn. Con muốn dâng lời tán dương danh Chúa muôn đời. Dâng lên nhạc khúc tôn vinh, trên môi vang vọng những lời kinh. Dâng lên nhạc khúc tri ân.
Thank you.
con xin kính gửi lời biết ơn và toàn thể cộng đoàn cũng như quý bậc phụ huynh an toàn. Với quý cha, quý cha, quý khách, quý bậc phụ huynh và toàn thể các em, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chào mừng quý cha, quý thương quý bậc và toàn thể cộng đoàn. Nhân diện và tham dự ngày lễ bế giảng khóa mùa thu hè 2019 hôm nay, chúng con xin được trân trọng giới thiệu đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đề, giám mục giáo phận Thái Bình, người đã luôn đồng hành và yêu thương chúng con. Chúng con xin được hân hoan chào đón có sự hiện diện của quý cha cho ban giám đốc đài chủ nhiệm Thánh Tâm Thái Bình, quý cha và giám mục, quý cha điện tử mái ấm Đông Đức Cô và toàn thể quý tu sĩ nam nữ đang hiện diện ở đây. Chúng con cũng xin hân hoan được chào đón quý cha, quý thầy, quý sư trong ban giám đốc đội chủ hè 2019, quý quan khách, quý bậc phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng đang hiện diện ở đây. Và một thành phần không thể thiếu trong suốt 43 ngày đội chủ hè vừa qua và đặc biệt trong ngày hôm nay, đó chính là gần 400 em đội chủ đang hiện diện ở đây. Chúng ta cùng ra đây chào đón thầy để chào chúc nhau.
trọng kính đức cha Phêrô chủ thân giáo phận Thái Bình, kính thưa cha giám đốc nhà chung, quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý dì nhà chung Thái Bình, kính thưa quý quan khách, quý phụ huynh cùng các em nội trú rất thân mến, hàng năm cứ vào dịp hè, đức cha Phêrô giám mục giáo phận Thái Bình vì một tử nhân lành đã quy tụ các em thiếu nhi trong và ngoài giáo phận không phân biệt lương giáo về ngôi nhà chung thân thương của giáo phận để làm nên khóa mùa chú hè với mục đích giáo dục dự phòng của cha thánh Gioan Phao Lô, với ước mong những mầm non xanh tốt này sẽ trở nên những công dân tốt hữu ích cho gia đình xã hội và nuôi mầm ơn gọi trong giáo hội. Nhìn lại chặng đường 43 ngày qua, các em luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban để khép lại nội chú hè yêu thương với biết bao kỷ niệm đẹp đang trào dâng trong trái tim của từng em. Giờ đây con xin phép được báo cáo sơ lược về hoạt động nội chú hè 2019 như sau. Nội chú hè được hình thành năm 2016 dưới sự khởi xướng từ nơi đức cha Phêrô chủ thân giám mục giáo phận Thái Bình. Năm 2019, với tổng số là 401 em, 312 em nam, 89 em nữ, không có bán trú, chia làm 4 khối. Khối 6, 103 em, khối 7, 112 em, khối 8, 101 em, khối 9, 77 em, có 100 em nội trú cũ. Có 17 tỉnh thành trong cả nước tham gia nội trú hè gồm có Sài Gòn, Lâm Đồng, Bình Phước, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình và Hưng Yên. Hầu hết đều được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi con em về nhà trong giáo phận để đức cha, quý cha, quý thầy, quý dạy dỗ và làm quen với môi trường nhà chung, giúp các em phát triển toàn diện con người về kỹ năng sống, làm người tốt, nhất là trong đời sống thiêng liêng, đạo đức và nhân bản Kitô giáo, và giúp cho các em phát triển trong ơn gọi. Sau đây là một vài nhận xét chung về các em nội chú hè 2019. Một, các mặt ưu điểm. Về nhân sự nội chú gồm có đức cha giáo phận, quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý thầy quán trưởng, quý dì, tổng cộng 110 nhân sự đồng hành cùng các em trong suốt 43 ngày qua. Trong đó có 30 nhân viên gồm cha quản lý, quý thầy, quý dì phục vụ khu nhà bếp, đi chợ nấu ăn, thiết kế các bữa ăn hàng ngày cho các em. Về đời sống thiêng liêng, các em đã dâng tổ chức lễ Chúa Sáng ngay từ đầu tuần mới đến, tham dự thánh lễ tiếng Việt, tiếng Anh, trước lễ thường xuyên viếng thánh thể chung và riêng trong ngày, đọc kinh Mân Côi, nghe lời Chúa vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Hầu hết các em rất đạo đức và sẵn sàng tham dự thánh lễ ngồi nghiêm trang, hăng say trả lời những câu hỏi trong thánh lễ. Mỗi khi đức cha, quý cha hỏi, các em nam cũng như các em nữ đều được giúp lễ thay phiên nhau theo các tổ cách trang nghiêm. Về đời sống nhân bản, đức cha đã thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ cho các em về tương lai trong nhiều khía cạnh, đặc biệt là Ngài giúp cho các em sống cao thượng hơn, sống khỏe hơn, sống năng động hơn, sống mạnh mẽ hơn, sống khôn ngoan hơn, sống tốt lành hơn, sống vui tươi hơn, sống xinh hơn và sống đẹp hơn. Bên cạnh đó, các em cũng được cha giám đốc nhà chung Giuse tỉnh Tiến Thành, quý cha, quý thầy và quý dì hướng dẫn các em trong các giờ nhân bản để các em trở thành con người tốt, luôn có lòng biết ơn với tất cả mọi người. Ngày đêm quý cha, quý thầy, quý dì hỗ trợ đồng hành với các em mọi nơi mọi chốn, từ nhà thờ, nhà ăn, phòng ngủ, các sân chơi thể thao, vệ sinh tắm giặt, ốm đau bệnh tật, quý cha, quý thầy, quý dì đã hy sinh ân cần hướng dẫn chỉ bảo dạy dỗ các em. Về học tập, các em được học giáo lý vào các buổi chiều Chủ nhật tại nhà thờ chính tòa, đọc sách thư viện để mở rộng kiến thức cũng như ghi chép cá nhân, viết cảm nhận cuối khóa nhà nội trú
Ngoài ra các em còn được học môn kỹ năng sống của cô Lan Anh Hà Nội và cách chữa bệnh sơ cứu cho chính bản thân mình và có thể giúp cho những người thân trong gia đình. Về thể thao, để phát triển con người toàn diện theo phương châm tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh, các em năng động, có tính năng động, quý thầy quý gì trong ban thể thao đã huấn luyện các em kỹ năng chơi vào mỗi buổi chiều. Và sáng thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần có thi đấu em thường môn bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, ghi lắc cầu lông, lắc vòng, kéo co, nhảy dây, vân vân. Hai lần các em trong đội tuyển đi đá giao hữu với đội FC Hà Nội đều thắng. Đặc biệt là đại hội Olympic giáo phận năm 2019 vừa diễn ra, các em trong đội tuyển đã giành chiếc cúp vàng môn bóng đá. Hiện nay một em đang đi thi đấu trong đội tuyển FC Công Tuyển bên Trung Quốc và một em chuẩn bị đi thi đấu bên Thái Lan. Về nghệ thuật giải trí, để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn, vui tươi hơn, nhộn nhịp hơn, năng động hơn vào mỗi buổi tối chủ nhật, có chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe, tạo cho các em có cơ hội làm quen về năng khiếu các nhạc cụ như đàn organ, đàn guitar, sáo kèn, ca hát, từ điệu diễn kịch, đánh nhịp trong thánh lễ, làm MC, bình luận viên bóng đá, tập cho các em có tính vào dàn tin tưởng trước công chúng và trên sân khấu, đi ra ngoài công viên nước và tham quan bảo tàng Thái Bình là một hình thức tốt để giáo dục các em đi ra bên ngoài, các em sẽ khám phá, học hỏi và bổ túc cho mình thêm kinh nghiệm sống. Hai lần các em đi công viên nước Thái Bình từ sáng cho tới chiều để thể hiện chính mình có sức khỏe tốt, các em đi bộ với đoạn đường gần 2 km. Các em đã đi tham quan bảo tàng Thái Bình để tìm hiểu, học hỏi và học hỏi thêm về mảnh đất và con người Thái Bình. Vui chơi mùa chợ ẩm thực gồm có các em ngoại trú, các em giáo lý nhà thờ Chính Hòa và các em nội trú, với 40 gian hàng các trò chơi dân gian giải trí và gần 10 gian hàng ẩm thực với các món đồ ăn đồ uống mà các em ưa thích, với sự tham dự của 1.000 em. Về sức khỏe, nhìn chung thể lực các em nam cũng như nữ rất tốt, không có em nào mắc bệnh nặng hoặc bệnh lây nhiễm do thời tiết thay đổi. Một số em đau đầu, sổ mũi, đau bụng, viêm họng cấp. Về ăn uống hàng ngày, các em nội trú với phương châm đóng cửa nhà thuốc, mở cửa nhà ăn. 70 bàn ăn mỗi bữa nhân với một ngày bằng 210 bàn ăn một ngày. Hầu hết các em đều ăn tốt, ăn ngon miệng, không em nào bỏ ăn trừ một vài em bị ốm. Phần đa các em lên 2-3 kg. Một ngày ăn 3 bữa chính và một bữa tầm trước giờ chơi thể thao. Về tính tình, nhìn chung các em rất sẵn lòng đón nhận sự hướng dẫn chỉ bảo của đức cha, quý thầy, quý dì. 43 ngày qua, các em đã đóng góp phần mình để làm nên một lối sống chung, một mô hình nội chú hè yêu thương. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn và sự tận tình hướng dẫn của đức cha, quý thầy, quý dì, các em đã dần tập cho mình những thói quen tốt, những lối hành xử văn minh, đưa gửi lễ phép lịch sự, đi nhà thờ áo đồng phục, áo bò trong quần, từ phòng ngủ, khu nhà ăn, khu vui chơi giải trí, khu tắm giặt, nhà vệ sinh, mọi thứ đã trở nên gọn gàng, có tính nhân bản hơn. Các bậc phụ huynh đến thăm vào các chủ nhật và các ngày nghỉ, các phụ huynh đến thăm các em vì lý do nhớ con, nhớ cháu. Một số phụ huynh xin cho con về thi giáo lý và nâng cấp ăn thiếu nhi thánh thể. Một số trường chuyên học hè sớm nên phụ huynh đã xin cho con về học sớm trong ngày 15 tháng 7 để đi học. Tổng số có 30 em hôm nay cũng có mặt trong buổi lễ bế giảng nội trú hè hôm nay. 2. Về các mặt khuyết điểm, với 401 em nội trú cũng là 401 tính tình khác nhau từ các miền Bắc, Nam, Bắc, Trung, Nam. Khi mới gia nhập khóa nội trú hè, vì tuổi nông nổi và bồng bột, thiếu kiên nhẫn, muốn thể hiện chính mình hay bốc đồng, nói năng thiếu suy nghĩ hay cãi lại, vội vàng hành động, chưa biết quý trọng của chung cũng như của riêng,
đi lễ đi học vẫn còn một số em ngủ gần nói chuyện. Chính điều đó đôi khi đã làm xáo trộn trong bầu khí sống chung. Con xin chân thành cảm ơn đức cha, quý thầy, quý dì, quý phụ huynh và quý quan khách và các em nội trú đã lắng nghe bản báo cáo này. Kính thưa toàn thể quý đấng mầm và cộng đoàn, khóa học đồi chú hè không nhằm mục đích để rèn luyện các em học thêm, học gạo, học chăm một số môn như nhiều người vẫn thường hiểu lầm như thế. Ngược lại, các sinh hoạt hè chủ trương giúp các em phát triển toàn diện về nhân bản, nhân cách, các năng lực, các nén bạc Chúa ban cho các em mà nhà trường và gia đình chưa quan tâm tới. Bên cạnh đó, còn học thêm môn Anh ngữ giúp các em có thể lần hạt, thưa đáp trong thánh lễ tiếng Anh các môn năng khiếu như đàn, nhạc, ca hát, thể thao. Và giờ đây là một tiết mục hòa tấu hết sức đặc biệt do các em thể hiện qua các nhạc cụ và chính các em đã chọn lựa để học trong suốt khóa học đồi chú hè vừa qua. Thưa toàn thể quý đức mục và cộng đoàn, nhạc phẩm Cầu cho cha mẹ hai có lẽ đã rất quen thuộc với cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, một nhạc phẩm mà nhạc sĩ Francisco đã nói lên tâm tình của những người con hiếu thảo muốn dành cho cha mẹ qua những lời cầu nguyện đầy chân thành và biết ơn. Và có lẽ đó cũng chính là những tâm tình mà toàn thể các bạn nội trú đang hiện diện nơi đây muốn gửi tới quý đức mục và toàn thể cộng đoàn. Giờ đây con xin được trân trọng kính mời quý đức mục và cộng đoàn cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức màn hòa tấu các nhạc cụ qua nhạc phẩm Cầu cho cha mẹ hai. Xin quý đức mục và cộng đoàn cùng vang lên tràng pháo tay để chào đón các bạn.
Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cộng đoàn, trong mỗi chúng ta ai cũng có một làng quê riêng, dù sinh ra hay không sinh ra và lớn lên ở đó thì tâm hồn chúng ta vẫn luôn luôn nhớ và hướng về đó. Ta nhớ về đó trong mỗi buổi chiều bản làng hoàng hôn, trong mỗi buổi sớm gọt vác tiếng gà gáy sáng, trong những ngày Tết, ngày lễ, làm cái làng mình bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ đông, đời ta vui, đồng quê đưa dấu, bóng cau với con thuyền một dòng sông. Bài làng quê, bài làng quê cũng là lời bài hát của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, và đây cũng chính là món quà cưới mà ông dành cho người vợ của mình trong những ngày tháng chiến tranh năm 1947. Và từ đây con xin kính mời quý đức phật và cộng đoàn cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức các bạn hòa tấu do các bạn người chú thể hiện qua nhạc phẩm Làm Tôi. Quý thầy, quý sư, quý phụ huynh và tất cả các bạn
thiếu nhi. Giờ đây chúng ta sẽ đón chào một bạn thiếu nhi rất là đặc biệt, đó là bạn Nguyễn Tình Quang Tuấn đến từ Sài Gòn. Bạn Nguyễn Tình Quang Tuấn vừa đi sang Hòa Lan dự thi một bản nhạc piano, bản nhạc có tựa đề là Dạ Khúc Đô Thăng Thứ, và bạn đã đoạt giải ba. Giờ đây bạn sẽ lên biểu diễn cho các cha, quý thầy, quý sư và tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các bạn thiếu nhi bản nhạc đó. Và xin bạn Nguyễn Tình Quang Tuấn lên có đôi lời trước khi biểu diễn bản nhạc piano. Trọng kính quý đức cha, quý cha, quý sơ, quý thầy, quý phụ huynh và tất cả các bạn thiếu nhi. Trước khi con biểu diễn cái bài bản nhạc này, con xin giới thiệu đôi nét về cái giả khúc, cái bản giả khúc. Bản giả khúc này có tên là Giả Khúc Công Tô Thăng Thứ, ngóc tuyệt viên xê sát hai nơ, là một tác phẩm của Frédéric Chopin, là một nhạc sĩ người Ba Lan. Nó còn có một cái tên khác, đó là Giả Khúc Xa Nhà. Lý do là bản nhạc này được ra đời năm 1830, là năm mà tác giả đã phải xa quê hương và không bao giờ quay trở lại. Và có một điều vui, đó là bản giả khúc đã được làm nhạc chủ đề cho bộ phim nổi tiếng, đó là The Pianist năm 2002. Bộ phim đã gắn liền với một lịch sử có thật, đó là khi quân phát xít Đức xâm chiếm Ba Lan, tổ chức một cuộc tàn sát với quy mô lớn, thì tình cờ có một viên sĩ quan đã nghe được một bản nhạc rất hay phát ra từ trong một căn nhà đổ nát. Và khi ông ta dần theo cái dấu, cái tiếng nhạc, thì ông ta phát hiện ra một người phụ nữ Do Thái đang ngồi chơi bản nhạc, và bản nhạc đó là bản nhạc khúc Đô Thăng Thứ. Sau khi nghe xong, viên sĩ quan đã động lòng và tha chết cho người phụ nữ đó. Sau này bản nhạc khúc còn có ý nghĩa rất quan trọng, đó là bản nhạc khúc xóa bỏ đi hận thù, thay vào đó là sự tha thứ, bao dung và tình yêu thương giữa người với con người. Dạ, con xin thắng. Bạn Nguyễn Tình Quang Tuấn trông thì đô con như vậy, nhưng mà năm nay bạn mới học lớp 10 và cũng có 3 lần ra đây đầu chú, vì thời gian không được nhiều. Và ý nghĩa của bản nhạc đó bạn đã gửi tới tất cả những người đang hiện diện tại đây. Và nếu trong cộng đoàn chúng ta, các em thiếu nhi có những gì xích mích với nhau, nghe xong bản nhạc này các con bắt tay nhau và tha thứ cho nhau, đó cũng là sứ điệp mà bạn Nguyễn Tình Quang Tuấn muốn gửi tới tất cả các bạn và tất cả mọi người hiện diện tại đây qua bản nhạc. Sau tiết mục của bạn mình là tiết mục của bạn tổ 1 và tổ 2. Sau tiết mục của tổ 1, tổ 2 là các bạn của đội múa nữ. Xin chuẩn bị.
cảm ơn bạn Nguyễn Bình cảm ơn rất nhiều. Một tác phẩm đã được là giải ba thì việc đấu piano quốc tế nữa xin quý khán giả và cộng đoàn cùng ba lên tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bạn. Kính thưa toàn thể quý khán giả và toàn thể quý bậc phụ huynh và các bạn đã thân mến, vừa rồi quý khán giả cũng như toàn thể cộng đoàn đã được nghe những bản báo cáo, các bản giới thiệu thưởng thức các tiết mục. Tuy nhiên thì quý bậc phụ huynh hay những cử chỉ hay những nền nếp lại xin mời quý bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn cùng đứng lên sân khấu để chúng ta thưởng thức lại cũng như chúng ta. Đây là đàn con hát của giáo hội Thái Bình phát thanh từ số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Thông báo tiết học tiếng Anh của các bạn tổ chức sẽ bắt đầu sau 5 phút. Xin mời tất cả các bạn hãy chuẩn bị tư trang sách vở để chuẩn bị vào lớp học của mình. Xin cảm ơn. Thank you.
để phục vụ người khác. Quý thầy nhà chung Thái Bình, kính thưa các bậc cha mẹ, quý khách và các bạn của chúng.
Thank you.
nhiều đấy, tâm huyết để có thể diễn tả hết những tâm tình mà các bạn muốn gửi đến quý bậc phụ huynh trong ngày hôm nay. Và đến đây chúng con xin chào kính mời quý cha Pedro sẽ có đôi lời hướng từ và chia sẻ với toàn thể cộng đoàn chúng con. Chúng con xin chào kính mời quý cha. Chào kính quý cha, quý thầy, quý nhị, kính thưa quý phụ huynh và bên trên chúng con rất thân mến. Tất cả những gì cha muốn nói thì đã được nói qua các cái bài diễn văn báo cáo cũng như là tâm tình của một trong chúng con. Trong nữa, trong nhà thờ cha được biết tất cả những gì mà chúng ta thu hoạch được trong tháng hè và dâng lên hết cho Chúa và tất cả mọi vinh quang danh dự hiển vị của Chúa. Đại diện cho toàn thể quý bậc phụ huynh có lời chia tới toàn thể quý bậc và
từ đời ăn tiếng nói, đi đứng, ngủ nghỉ, học tập và giải trí. Chúng con kính chúc Đức Cha luôn bình an, mạnh khỏe trong tình yêu của Thiên Chúa. Qua lời truyền cầu của Đức Mẹ phù hộ các giáo hình, Thánh Phêrô quan thầy ban ơn lớn lành trên Đức Cha. Các gia đình phụ huynh chúng con xin tri ân tới gia giám đốc nhà chung, gia giám đốc đầu chủ hè 2019, quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy chúng sinh, quý gì nhà chung. Chúng con là cha mẹ biết rất rõ tính tình và con người của những con em chúng con. Thế nên chúng con cảm nhận được sự hy sinh lớn lao, tình thương mến, sự kiên nhẫn và lòng quảng đại của quý cha, quý thầy, quý dì trong việc dạy dỗ, giáo dục và hướng dẫn từng em hồi chú trong suốt 43 ngày qua. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành trên quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy chúng sinh, quý dì, để các ngài luôn an vui trong đời dâng hiến và tiếp tục nâng đỡ hướng dẫn con em chúng con. Cách riêng các gia đình chúng con không quên công lao và trong những ngày hè nóng bức, khu vực nhà bếp của cha quản lý, quý thầy, quý dì bên ẩm thực ngày ngày từ sáng sớm cho đến đêm lo cho con em chúng con có những bữa ăn ngon và bổ dưỡng. Xin Chúa chúc lành trả công buổi đầu cho cha quản lý, quý thầy và quý dì. Các gia đình phụ huynh, các em nội chú, xin chân thành cảm ơn quý vị ân thân nhân đã cầu nguyện và giúp đỡ con em chúng tôi về tinh thần cũng như vật chất. Xin Chúa xứng đáng lòng quảng đại trả công buổi đầu và chúc lành cho quý vị. Các gia đình phụ huynh chúng con xin chân thành cảm ơn cha chánh, cha phó, quý hội đồng bầu cử, quý ban ngành đoàn hội nhà thờ chính tòa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ về tinh thần cũng như cơ sở vật chất, nhà thờ, nhà xứ, lớp học để con em chúng con có chỗ kinh tế học tập, nghỉ ngơi và vui chơi. Xin Chúa trả công buổi đầu cho quý cha và toàn thể quý vị trong ban đoàn người cảm ơn vừa rồi cũng đã